Dân thành thị cứ ngỡ như sống ở miền Tây. Ngôi nhà xoay 360 độ được trả tiền bản quyền. Sắm xế hộp để chở sầu riêng đi bán. Kèm vị thuốc đông y gây sốt mạng xã hội. Cá sấu làm vật nuôi trong nhà gây tranh luận. Nam ứng viên hôn môi người phỏng vấn liền được thuyển thẳng. Streamer U100 tuổi mê tập sim. Những ngày gần đây, hàng trăm người dân sinh sống ở bãi giữa sông Hồng, thành phố Hà Nội, thay vì di chuyển bằng xe máy, xe đạp như mọi khi, thì nay họ phải đi lại bằng thuyền nan. Gần một tháng nay, nước sông Hồng dâng cao rất chậm, khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân gần ngõ 76 phố An Dương, quận Tây Hồ gặp nhiều vất vả và khó khăn. Người dân phải vật lộn với cảnh tượng đi lại khó khăn, mọi thứ bị đảo lộn cả lên. Bình thường chỉ mất có 10 phút để chạy qua ngõ 76 An Dương và ngõ Tứ Liên, quận Tây Hồ. Nhưng kể từ khi nước dâng cao, đường sá ngập sâu, buộc họ phải đi lại bằng thuyền nan. Thế là có thêm dịch vụ chở người và phương tiện bằng thuyền trở nên tấp nập. Giá mỗi lượt đi là 5.000 đồng một trẻ em và học sinh, còn người lớn thì lấy giá gấp đôi. Nhiều người cho biết cảm xúc khi sống ở Hà Nội mà phải đi lại bằng thuyền liên tục, chẳng khác nào như đang sống ở miền Tây sông nước. Ông Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 1957, ở Bắc Giang đã tự mày mò, nghiên cứu xây dựng ngôi nhà tự xoay 360 độ cực kỳ độc đáo, khiến cho nhiều người quan tâm. Chủ ngôi nhà xoay 360 độ thừa nhận thời gian gần đây nghe được nhiều thông tin về việc bản quyền nhà xoay được bán với giá 1 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông xác nhận thông tin bán được bản quyền 1 triệu đô la Mỹ mới chỉ là tin đồn. Năm 2012, ông Lượng bắt tay vào xây nhà. Ngôi nhà rộng khoảng hơn 100 m², cao 3 tầng, có thể xoay 360 độ, hoàn thành trong vòng 4 năm. Nguyên lý hoạt động của ngôi nhà giống như con thuyền trong bể nước. Bên ngoài là một bể nước hình tròn, đường kính khoảng 14 m, sâu 4 m. Bên trong là một bể nhỏ khoảng 12 m. Trọng lượng ngôi nhà được ông Lượng ước tính khoảng 420 tấn. Tốc độ quay nhanh nhất khoảng 10 phút một vòng, chậm nhất là 24 giờ một vòng. Đến năm 2022, công trình này được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam công nhận bằng sáng chế độc quyền về mô hình nhà quay trong bể nước. Đông đảo người dân thương lái tại Đắk Lắk, Đắk Nông năm nay dùng xe bán tải chở sầu riêng đi tiêu thụ, thay vì dùng xe máy cày hoặc là xe tải như trước đây. Một thương lái và cũng là người trồng sầu riêng ở huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết năm nay số lượng hàng nhiều, quy mô buôn bán cũng được mở rộng nên quyết định chi hơn 400 triệu đồng mua xe bán tải để phục vụ cho việc vận chuyển mua bán sầu riêng. Việc dùng xe bán tải chở sầu riêng rất tiện lợi, chi phí đi lại ít. Nếu số lượng hàng trên dưới 1 tấn thì chở bằng xe bán tải sẽ cơ động hơn. Từ khi có xe bán tải, việc buôn bán làm ăn thuận lợi và nhanh gọn, lại tiết kiệm được thời gian. Hiện có nhiều người khác cũng dùng xe bán tải để chở sầu riêng. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Rông Bắc, địa phương trồng nhiều sầu riêng nhất tỉnh Đắk Lắk cho biết ở địa phương có thêm hơn 1.000 chiếc ô tô các loại, trong đó có nhiều ô tô giá tiền tỷ. Những người mua được ô tô chủ yếu nhờ trúng đậm sầu riêng trong niên vụ 2022 và 2023. Một cửa hàng kem ở Thượng Hải, Trung Quốc đã chinh phục khách hàng với sản phẩm độc đáo khi trong kem chứa hương vị thuốc đông y như là bạc hà, dưa hấu, hoa cúc dại và hạt dẻ cười, mận hun khói, tre và hoa nhài, táo gai. Sự kết hợp độc đáo này dựa trên nguyên tắc y học cổ truyền Trung Quốc, đó là thực phẩm và thuốc có cùng nguồn gốc. Hiện tại kem đông y gây sốt rần rần trên mạng xã hội.
Loại kem này nằm trong xu thế gần đây tại Trung Quốc khi thuốc đông y được đưa vào thực phẩm hiện đại trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng coi trọng sức khỏe. Theo Tân Hoa Xã, những người trong độ tuổi từ 18 tới 35 dẫn đầu xu hướng chi tiêu cho sức khỏe, chiếm 83,7% thị trường. Thuốc đông y đang tạo dấu ấn trong thế giới thực phẩm. Cá sấu là một con vật nguy hiểm với con người. Song tại vùng lãnh thổ Bắc Australia, cá sấu lại có thể trở thành vật nuôi trong nhà của các gia đình. Bởi từ nhiều năm nay, người dân được nuôi cá sấu như một con vật nuôi thông thường nếu được cấp giấy phép của cơ quan chức năng. Tuy vậy, điều này đang dần thay đổi khi chính quyền vùng lãnh thổ Bắc Australia đang lên kế hoạch dừng cấp giấy phép. Với những người đang có giấy phép thì vẫn được tiếp tục nuôi như thông thường. Sở dĩ chính quyền vùng lãnh thổ Bắc Australia đi đến quyết định này là do số lượng cá sấu tự nhiên tại đây gia tăng nhanh chóng từ khoảng 3.000 con vào năm 1971 lên tới khoảng 100.000 con vào thời điểm hiện tại. Số lượng cá sấu trong môi trường tự nhiên tăng cũng làm cho số lượng người bị cá sấu làm hại đang gia tăng tại khu vực này. Để hạn chế cá sấu làm hại người, chính quyền vùng lãnh thổ Bắc Australia cũng vừa nâng số lượng cá sấu tự nhiên bị giết hại trong một năm từ 300 con lên đến 1.200 con. Tuy nhiên, việc làm này lại khiến một số người không hài lòng. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội Trung Quốc có một câu hỏi phỏng vấn đặc biệt cho vị trí tuyển dụng thuộc ngành kinh doanh quảng cáo. Đó là một người phỏng vấn hỏi ứng viên rằng: "Nếu bây giờ tôi yêu cầu bạn hôn tôi để được tuyển thẳng, bạn có dám không?" Vô cùng nhất thời, bầu không khí trong phòng họp trở nên xấu hổ, nhiều người đỏ mặt tía tai trước nhà tuyển dụng xinh đẹp. Thế là một người trả lời là: "Xin lỗi, tôi không dám." Còn người kia nói: "Tôi cũng có bạn gái rồi." Nghe hai câu trả lời này, người phỏng vấn mỉm cười và chỉ gật đầu. Cuối cùng, một người đàn ông thẳng thắn mạnh dạn bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay người phỏng vấn rồi khẽ chạm môi lên đó. Sau đó anh ta nói: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, rất cảm ơn quý cô xinh đẹp đã đồng ý cho tôi cơ hội làm điều này, cũng như nhận được công việc thú vị sắp tới." Cách phản ứng nhanh nhạy này đã khiến nam ứng viên trở nên vô cùng nổi bật và quả thật mọi người đã nhất trí lựa chọn ứng viên cuối cùng. Lý giải cho việc đưa ra thử thách những câu hỏi quái lạ như vậy trong các buổi phỏng vấn chuyên nghiệp thì phía nhà tuyển dụng cho biết hy vọng nhân viên của mình có đủ can đảm và kỹ năng để quảng bá sản phẩm tới khách hàng, vừa chạm tới nhu cầu và mong muốn của khách hàng mà không khiến họ chán ghét. Cứ 5 giờ sáng, cụ Nguyễn Thị Huynh, 96 tuổi ở Hà Tĩnh, lại đem bình nước giải khát, mặc quần áo thoải mái để tới phòng gym, nâng tạ và đu xà đơn trên máy có trợ lực. Chỉ khi ốm đau hay nhà có việc gì thì cụ bà mới nghỉ. Giờ tập gym chính là thú vui tuổi già, giúp cụ bớt cô đơn hơn vì ở nhà con cháu đều bận rộn đi học đi làm cả hết. Đến nay gần 100 tuổi, có 9 người con, 29 cháu nội ngoại, 36 chắc và 2 chúc, cụ bà vẫn duy trì thói quen tập luyện thể lực. Đầu tháng 4 năm 2024, cụ được cháu nội rủ đến phòng gym tập thử. Ai nào ngờ cụ bà bén duyên luôn. Ngày đầu cụ được cho thử chạy bộ trên máy với tốc độ từ 6 đến 7 km/h. Được vài phút, cụ bà đòi tăng vận tốc lên gấp đôi mới thỏa mãn. Ngoài tập gym, cụ còn thường đi bơi cùng các cháu vào mỗi cuối tuần nữa đó nha.